Trong chương trình hợp thư truyền hình ngày 25 tháng 9, có thông tin về việc công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Mỹ Xuân gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền xin gia hạn việc tháo dỡ công trình đền vi phạm. Theo văn bản của công ty, công ty thực hiện tháo dỡ phần thân và kết cấu móng từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2022. Đến nay, công ty này đã thực hiện tháo dỡ như cam kết chưa? Kính mời quý vị theo dõi ghi nhận thực tế sau. Đây là hình ảnh chương trình ghi nhận vào ngày 21 tháng 9 tại vị trí công trình vi phạm của cảng quốc tế Mỹ Xuân. Còn đây là hình ảnh công trình đền vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Mỹ Xuân vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, tức sau 3 ngày theo như mốc thời gian ngày 10 tháng 10 mà công ty đã cam kết trong văn bản xin gia hạn thời gian tháo dỡ công trình. Công trình vẫn không khác gì thời điểm ngày 21 tháng 9, chỉ có thêm phần che bên ngoài kính đáo hơn. Dù đang giờ làm việc nhưng công trình vẫn vắng vẻ, không công nhân, không máy móc, thiết bị thể hiện việc đang tháo dỡ công trình. Sau khi liên hệ với Sở xây dựng, chương trình được thông tin, ngày 13 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản gửi Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ về việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Cảng Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Theo văn bản này, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại báo cáo số 129 ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc báo cáo xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Cảng Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân thị xã Phú Mỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra giám sát và yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc chấp hành tự phá dỡ công trình vi phạm tại dự án Cảng Mỹ Xuân A như đã cam kết tại buổi làm việc ngày 8 tháng 9 năm 2022 và cam kết tự tổ chức phá dỡ công trình vi phạm trước ngày 10 tháng 10 năm 2022. Quá thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư không tự phá dỡ công trình vi phạm thì xử lý theo quy định. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 10 năm 2022 giao ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát các quy định của pháp luật cũng có hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng theo đúng quy định để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc cưỡng chế công trình vi phạm trong trường hợp chủ đầu tư và các bên liên quan không chấp hành tự tháo dỡ phá dỡ công trình vi phạm như đã cam kết với các sở ngành và địa phương giao thanh tra tỉnh, thanh tra công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án cảng Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, tại văn bản số 3789 ngày 7 tháng 9 năm 2022. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả theo đúng quy định. Thưa quý vị, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành tỉnh rất kiên quyết trong việc xử lý việc